Như vậy, Nguyễn Công Phượng đã hoàn tất việc ký hợp đồng với câu lạc bộ St. Truiden và sẽ mang áo số 15 của đội bóng này tại mùa giải năm 2019-2020. Sáng ngày 5 tháng 7, Nguyễn Công Phượng đã ký hợp đồng với câu lạc bộ St. Truiden tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, anh sẽ sang Mỹ thi đấu trong vòng 1 năm dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều kênh truyền thông Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc và những người yêu mến chàng tiền đạo 24 tuổi. Ở buổi ký kết, cả hai cũng đã công bố số áo của Công Phượng ở mùa giải 2019-2020, đó là số áo 15. Đây là số áo của tiền đạo người Nhật Bản Daichi Kamada đã mang ở mùa giải vừa qua. Với số áo này, cầu thủ 22 tuổi đã gặt hái được nhiều thành công với 16 bàn thắng ghi được trong tổng số 36 trận đấu ở một trận cho câu lạc bộ St. Truiden. Với phong độ chói sáng đó, Daichi Kamada đã được Eintracht Frankfurt triệu tập trở lại sau thời hạn 1 năm cho đội bóng lâu đời tại Bỉ mượn. Giá trị chuyển nhượng của Kamada hiện tại là 4 triệu euro theo thống kê từ Transfermarkt. Đây là một điều may mắn dành cho Công Phượng khi anh được khoác lên mình số áo đã từng mang đến những thành tích đáng nể cho một đồng nghiệp châu Á. Tuy nhiên, đây cũng là một áp lực không nhỏ để nặng lên vai của tiền đạo gốc Nghệ An khi anh sẽ có tránh khỏi sự so sánh với người tiền nhiệm đã được mặc áo số 15 này, đó chính là sát thủ vòng cấm của câu lạc bộ St. Truiden ở mùa giải trước.